Hôm nay em về kho rất chi là nhiều các mã sản phẩm mới các bác nha. Một chương trình đại sale giảm giá đặc biệt cho các bác. Đặc biệt thì hôm nay pin bên em còn số lượng cực ít nha. Bác làm một chốt pin thì mình nhanh tay này. Hôm nay bên em sẽ có nhiều những cái mã pin trâu 10 sale, 15 sale và pin 20 sale. Hôm nay nếu mà bác là chốt kết quả pin 20 sale của Tyree này này, giá có 399.000 thôi. Chân pin phổ thông và có đèn báo pin như thế này. Các bác lựa chọn đây là pin 20 sale nhá. Em có cả những cái khối pin 15 sale này. Như cái quả pin này là pin 15 sale của Mazda này, thì giá là 250 này. Hay là các bác có thể lấy những cái quả pin 15 cell của Dorama và lấy những cái sạc bàn chân pin phổ thông như thế này là mình xài ok luôn này. Đây là pin 15 cell của Dorama các bác nhá. Pin chính hãng, chân pin phổ thông và có đèn báo pin, giá có 270.000 một quả thôi. Còn với những cái sạc bàn như thế này, sạc bàn màu đen giá là 70.000, sạc phổ thông nhá. Các bác sạc được cho cả pin 10 cell, 15 cell hoặc là pin 20 cell là mình vẫn sạc được luôn. Có những cái sạc dây như thế này, cái này gọi cho em là sạc adapter, sạc pin 10 cell, giá 50.000 một sạc thôi này. Với những cái thân máy bê tông pin màu xanh như thế này, hàng 3 chức năng và có đảo chiều, đầu mũi khoan 2-26 và chân pin thông dụng. Hôm nay sẽ với mức giá 550.000 là các bác đã có thể sở hữu ngay một cái thân máy bê tông pin xịn sò như thế này. Bao xà cho tất cả các bác thợ làm công trình chiến luôn cho em. Đặc biệt ngày hôm nay là em về được một ít cái bu lông của Boxun, cái mã mà phụ kiện nhiều nhá. Đây, các bác tham khảo cho em này. Với cái sản phẩm này thì nguyên một bộ thì nó sẽ có rất là nhiều phụ kiện. Đấy, một thân máy, hai pin một sạc đi theo nhá. Pin 10 cell, có đèn báo pin cho pin thông dụng như thế này. Sạc bàn này, có cả móc treo máy và dây đeo như thế này. Đây, em sẽ thử máy cho các bác xem nhá. Cái hàng này hàng chính hãng của Boxun và logo dập lỗ trên máy này. Đây, máy thì sẽ có lực xiết là 380 newton. Các bác về các bác sẽ lắp vào pin như này cho em. Đấy, các bác sử dụng là loại này có 3 đèn led luôn ấy. À đâu, cái này là một đèn led. Một đèn led cho em nhá. Nhưng mà đầu máy sẽ là đầu bu lông 1/2, đầu rỗng như thế này. Rất là đa năng và tiện lợi luôn. Và hôm nay thì với mức giá em bán tặng là 950.000, em bao phí ship cho các bác luôn. Nguyên bộ đầy đủ như thế này, hai pin một xả đi theo, giá có 950.000 thôi. Lực xiết của máy thì sẽ là 380 newton. Các bác chốt thì gọi cho em là bu lông Boxun 380 newton, loại phụ kiện nhiều nhá. Giá là 950.000, quá là rẻ luôn cho em. Nếu như mà các bác mà cần mua những cái bộ máy bu lông pin giá rẻ mà chất lượng, xài công trình thợ thuyền ok, thì hôm nay em còn vài cái bộ máy bu lông của Dorama như thế này. Đây, cái này các bác gọi cho em là bu lông Dorama loại 3 đèn led. Hôm nay thì em sẽ sale tặng kênh này. Kênh mà mua chọn bộ như thế này nhá, sẽ gồm có một thân máy, hai pin một sạc, pin trâu 10 cell và chân pin phổ thông. Đầu máy sẽ là đầu bu lông 1/2, đầu rỗng, loại 3 đèn led cho em. Mức giá hôm nay là có 650.000 thôi, để các anh sẽ sở hữu được nguyên bộ sản phẩm đầy đủ theo hai pin và một sạc. Lực xiết 330 newton nha các bác nha. Đó, hàng chân pin phổ thông tiện lợi cực kỳ luôn mà giá rẻ. Các bác chốt thì gọi cho em là bu lông 3 đèn led của Dorama. Mức giá em bán tặng các bác là 650.000 một bộ. Và bên này thì sẽ là một cái mẫu máy mài pin hàng chính hãng của Gokfit. Hôm nay em về hai màu các bác nha. Đấy, bên này sẽ là máy màu xanh, còn bên này thì sẽ là máy màu xám. Tức là hai cái mẫu sản phẩm này thì nó sẽ giống nhau, nó chỉ khác màu thôi. Các bác muốn chọn màu nào thì các bác báo em này. Hôm nay là mẫu ý màu này thì em về được khoảng tầm độ chục bộ nhá. Đó, và bộ sản phẩm thì sẽ đầy đủ như thế này. Các bác nhận về là có một thân máy, hai pin và một sạc nhá. Cái pin của nó sẽ là pin 15 cell như thế này. Chân pin phổ thông và có đèn báo pin. Đi theo là một cái sạc bàn, có một cái tay cầm, tay mở ốp bảo vệ lưỡi như này đi theo cho em này. Cái máy này sẽ điều chỉnh được 4 tốc đấy ạ. Hàng công tắc bóp như thế này các bác nha. Đây, đây là đang chạy ở cái tốc độ số 1. Các bác sẽ điều chỉnh lên cho em những cái tốc độ số 2, số 3 hoặc là số 4 thì máy chạy rất chi là khỏe khoắn, êm ái cực kỳ luôn. Đấy, cực kỳ là mạnh mẽ như thế này cho em nha. Thiết kế sẽ là hàng logo dập lỗi trên máy này, hàng chính hãng, hàng công ty và bao xài cho tất cả các bác thợ làm công trình chiến luôn. Hôm nay thì chọn bộ sản phẩm đầy đủ như thế này mà chỉ với mức giá có 1.280.000 đồng thôi các bác nha. 1.280.000 đồng để sở hữu nguyên một bộ máy mài pin theo hai khối pin 15 cell cực trâu và máy sẽ điều chỉnh được 4 tốc độ cho em. Ở đây sẽ là cái máy màu xanh, còn bên này thì sẽ là máy màu xám. Đấy, các bác muốn lấy máy màu xanh
xanh hay là máy màu xám thì các bác báo trực tiếp cho nhân viên thì em sẽ lên đơn cụ thể nhá. Các bác gọi cho em là chọn bộ máy mài pin màu xanh hoặc là chọn bộ máy mài pin màu xám. Hôm nay mức giá em bán tặng chỉ có 1.280.000 đồng thôi. Mà theo 2 pin 15 cell và điều chỉnh 4 tốc độ. Bình thường nếu như mà ra thị trường các bác mua những cái bộ máy mài pin với mức giá nó sẽ cao tiền hơn. Và chỉ theo pin 10 cell mấy máy điều chỉnh được 3 tốc thôi. Hôm nay là mức giá rẻ mà lại máy điều chỉnh 4 tốc mà lại theo 2 khối pin 15 cell nhá. Các bác nhà mình chốt đơn thì mình nhanh tay này. Số lượng em không có nhiều nên là các bác nhanh tay khẩn trương là mình sẽ có đơn hàng thành công luôn. Và tham khảo thêm cho em, bên này em sẽ có những cái bộ máy bu lông Workfit 450 Luton các bác ạ. Đây, với cái bộ sản phẩm này thì nguyên phụ kiện này rất là nhiều luôn. Khỏe cực kỳ là khỏe luôn cho em. Hàng Workfit logo dập nổi trên máy. Đầu bu lông 1/2, đầu rỗng, đa năng và tiện lợi cực kỳ luôn cho em. Với cái sản phẩm này các bác nhận về sẽ có 2 pin. Đấy, 2 pin 10 cell cho pin thông dụng nhá. Sạc bàn đi theo này. Phụ kiện này, trời ơi, quá trời nhiều phụ kiện luôn. Trang bị cho các bác là đầy đủ từ A đến Z luôn. Đầu máy thì sẽ là đầu bu lông 1/2, đầu rỗng, rất là đa năng tiện lợi và lực giết là lên tới 450 Luton này. Máy là điều chỉnh được 3 tốc độ nhanh chậm luôn. Bác nào ưng mã này, chốt mã này gọi cho em là bu lông Workfit 450 Luton. Mức giá chỉ có 1.350.000 đồng thôi. Rẻ ơi là rẻ luôn cho em. Còn bên này thì sẽ là những cái kích gạch. Đấy, nhiều bác gọi là con kích gạch hay là con đội gạch đấy ạ. Cái đợt này nha, cái con kích gạch là em sẽ về cái mẫu dày dặn và đẹp nhất các bác ạ. Đây các bác nhìn xem này. Đấy, dày dặn to khỏe như thế này. Mà giá hôm nay chỉ có 45.000 thôi. Nếu như mà bác nào lấy 10 cái thì em sẽ hỗ trợ bao ship nha. Đấy, các bác mà chốt cái mã này, các bác gọi cho em là con kích gạch. Giá chỉ có 45.000 đồng thôi. Rẻ bất ngờ luôn cho em. Hôm nay bên em này về kho rất chi là nhiều túi được đồ nghề các bác nha. Em sẽ giới thiệu các bác, đây là cái túi size chung này, đây là cái túi size đại này các bác. Hai cái mẫu túi này hình thức nó sẽ giống nhau, nó sẽ khác nhau về kích thước nha. Khi mà các bác mua cái túi size chung này thì sẽ có kích thước là cao 25 này, rộng 20 và dài 42 cm. Còn đây là cái túi size đại, túi size đại thì sẽ có kích thước là dài 48, cao 32 và rộng 22 cm cho em. Đấy, hai cái bộ túi cực kỳ là đẹp và chắc chắn phù hợp cho tất cả em thợ chuyên nghiệp nha. Hoặc là các bác làm gia đình nếu mà sử dụng để được quần áo đi du lịch mát thì quá là tuyệt vời luôn. Đấy, em sẽ chi tiết cho các bác những cái bộ túi này sẽ có hai cái tay xách này, đấy hai cái tay xách và một cái dây đeo vai này nha. Rất là thuận tiện các bác có thể xách tay hoặc là đeo vai được này. Cái dây đeo vai này mình có thể điều chỉnh được này. Và chất liệu nha của túi sẽ là chất liệu vải bố Mỹ cao cấp sử dụng siêu bền theo 5 tháng cho em. Đây các bác nhìn cái đáy túi này. Đó, xịn sò chưa? Đan dây dày dặn đẹp và chắc chắn như thế này dùng không bao giờ lo bị bục nha các bác. Ở đây thì sẽ có một cái ngăn to này, một ngăn to như này nhá. Trong ngăn to này sẽ có một ngăn phụ ở đây ạ. Đó, và mặt trước là các bác có hai cái ngăn kéo khóa như thế này. Đây là một ngăn, đây một ngăn nữa là hai ngăn. Và những cái ngăn kéo khóa này sẽ thiết kế là những cái củ khóa đồng rất chi là to. Đấy, kéo rất chi là nhẹ bền cực kỳ luôn nhá. Ở đây nó sẽ có cái logo này này, logo Daikin hoặc là logo Panasonic như thế này. Đây, nó sẽ giống nhau thôi, nó chỉ khác cái tên thôi. Các bác mà làm trong hãng thì thật sự rất là chuyên nghiệp luôn. Các bác mà không thích cái logo này về đây lớn lại cái đường may này, các bác nhớ bỏ ra logo là cũng có thể bỏ được nhá. Đấy, và đằng sau này, đằng sau là sẽ có hai cái, đây đằng sau cũng có hai cái ngăn kéo khóa giống như đằng trước luôn. Và mặt bên sườn này, bên sườn ở đây một ngăn kéo khóa nha. Đây một ngăn kéo khóa cho em. Đấy, hai bên sườn đều có ngăn kéo khóa. Với những cái túi như thế này thì các bác có thể đựng được tất cả những cái dụng cụ cần thiết để cho anh em thợ mình đi làm. Hôm nay các bác mà chốt cái túi size chung này này, giá có 230.000 thôi. Túi size đại là giá có 260.000 thôi và bên em sẽ hỗ trợ miễn phí ship tận nhà cho các bác nha. Đấy, chứ giá thị trường một con túi size chung này, size đại là các bác mua toàn 350-400. Đấy, hôm nay em sale có giá có 260 thôi. Cho nên là các bác mà đang may mắn theo dõi được cái video này của em thì mình có thể nhanh tay đặt hàng sớm nhá. Đấy, cứ lên đơn gọi cho em là túi size chung hoặc là túi size đại này. Và cái đợt này em về này, đây này, những cái bộ loe đây nha các bác, đây là loe pha lưu nha các bác. Loe này là để dành cho các bác thợ mà làm điện lạnh mà mình đi sử dụng loe ống đồng á. Cái hàng này hàng pha lưu chính hãng. Với những cái bộ loe này thì các bác loe nó rất chi là chuẩn và cái độ bền cực kỳ là cao luôn. Đây là dòng loe một lẹp, mỗi một hộp thì sẽ có là một cái loe như thế này, một con dao cắt ống này và có một cái lẹp như thế này nữa. Đấy, nguyên hộp như thế này luôn nha. Hàng chính hãng của Valum đây các bác. Xịn sò lắm, đẹp, sắc nét từng chi tiết luôn cho em. Và giá hôm nay thì em sẽ bán tặng các bác là nguyên một bộ như thế này. Nguyên một bộ, một combo này giá chỉ có 799.000 thôi các bác nha. 799.000. Đấy, bác là chốt thì mã này các bác gọi cho em là loe của Valum. Đấy, cái này là để sử dụng cho các bác thợ làm điện lạnh để mình đi loe ống đồng ấy.
sử dụng đi loe ống đồng điều hòa. Để sử dụng hàn ống thì là các bác sử dụng cho em cái mẫu này. Đấy, các bác gọi cho em là bộ loe ba lu một lẹp nhá, giá 799k. Đấy, và bên này thì cái đất đấy em về cho các bác là những cái mẫu quạt. Đấy, quạt pin này, quạt pin của Vucan. Hôm nay là em giới thiệu các bác cái mẫu này. Đây, con này có model là 3501PC các bác nha. Với một con quạt pin của Huka này thì hôm nay các bác mua sẽ được đi theo là một cái dây sạc adapter như thế này. Cái dây sạc này các bác biết có để biết để làm gì không ạ? Với cái con quạt này thì nó sẽ là quạt pin. Các bác sẽ lắp pin mà các bác xài. Nếu như mà các bác không lắp pin vào thì mình sẽ dùng cái sạc này, mình cắm vào điện trực tiếp 220V để mình có thể dùng như là một cái quạt bình thường luôn. Đấy, và cái lồng quạt này thì rất chi là to nha các bác. Đây này, cái đường kính lồng quạt là nó hơn 2 găng tay của em luôn. Đấy, và bây giờ em sẽ lắp pin thử cho các bác xem nhá. Cái quạt này hôm nay sale giá rẻ lắm. Đấy, và các bác lắp xem vào những cái quả pin chân pin phổ thông như này. Bây giờ em sẽ lắp pin vào cho các bác xem nhá. Cái pin này là không có đi kèm nhá. Các bác ở nhà có pin rồi mình sẽ mua cái thân quạt này và đây lắp pin vào như này, bật công tắc lên cho em. Đó, bật công tắc lên thì ở đây sẽ có thể điều chỉnh được 3 tốc độ gió. Đây là tốc độ số 1 là tốc độ nhỏ nhất. Em lên tốc độ số 2 này. Đấy. Và lên tốc độ số 3. Tốc độ số 3 sẽ là cái tốc độ mạnh nhất nha các bác nhá. Và cái quạt này em có cảm giác như là cái nó thực sự rất là mát, mà nó mát ở cái mức mà mát dễ chịu luôn á, mát dễ chịu luôn chứ không phải đấy. Và đây thì sẽ có thể là mình hẹn giờ được này, 1 giờ, 2 giờ, 4 giờ và có thể xoay 180 độ nhá. Đấy, các bác có thể xoay như này. Dùng một con quạt này nhưng mà có thể mát cho cả nhà luôn. Nếu như mà các bác mà anh em mà đi làm thợ làm công trình, công trường cái nơi không có điện á thì mình có thể sử dụng con quạt này. Đấy, nó sẽ có một cái chân sắt như này. Đấy, một cái ghế chân sắt như này các bác có thể đứng ở dưới đất như này, rất chi là chắc chắn luôn nha các bác nhá. Đấy, và bây giờ này, nếu như vào ngày hôm nay á bác làm một chút quạt pin này này thì em sẽ tặng thêm cho các bác là một cái thân đèn tròn của Huka như thế này. Đấy, khi mà các bác sử dụng pin của quạt này, đấy các bác tháo pin của quạt này ra nhá. Cái pin này nó sẽ cùng chân pin với cái thân đèn này luôn, là mình sẽ sử dụng đèn và cái quả pin này luôn này. Đấy, đây là cái thân đèn chiếu xa của Huka. Cái thân đèn này bên em vẫn đang bán là 170.000 một cái, nhưng mà ngày hôm nay nhá bác làm một chốt thân quạt của Huka này là em sẽ tặng thêm cho các bác cái thân đèn này, là giá của thân quạt sẽ là 1.200.000 thôi, miễn ship toàn quốc cho các bác. Là thân quạt thì chưa theo pin, nếu như mà anh em nào ở nhà mình chưa có pin thì báo bên em để mình mua những cái quả pin chân pin như thế này. Mua pin 10 sao, 15 sao hoặc pin 20 sao, em sẽ có đủ phân khúc pin để cho các bác lựa chọn nhé, tùy theo túi tiền. Đấy, và hôm nay chốt pin thì các bác cứ gọi cho em là thân quả Huka tặng đèn tròn giá 1.200.000 thôi. Nhớ cho em là thân quả Huka thì sẽ đi theo một cái dây sạc adapter như thế này để các bác sử dụng quạt này, dùng pin cũng được mà dùng cắm điện trực tiếp 220V cũng được nhá. Bây giờ quay sát vào đây này. Đấy, quay sát vào đây để cho các bác nhìn thấy rõ này. Đây là chức năng của quạt này. Đấy, rất chi là đẹp và chắc chắn nhá, xịn sò con bò mà giá rẻ nha các bác. Đấy, con này nó có model đây này, model là 3501PC giúp cho em. Đấy, đẹp sắc nét từng chi tiết luôn. Đây các bác, bật công tắc ở đây. Ở đây là tốc độ gió, hẹn giờ. Đấy, và xoay 180 độ. Đấy, mẫu mã rất là đẹp nha. Các bác đặt hàng cứ đọc đúng tên mã sản phẩm cho em là ok nha. Pin châu 10 sale của Macan, hàng chính hãng. Hôm nay em còn số lượng ít nên là sẽ sale bán tặng bán rẻ nha. Vừa bán vừa cho và vừa cho vừa tặng. Bác nào mà mình đang may mắn theo dõi được trực tiếp cái video này thì mình nhanh tay nha, đặt hàng số để mình có đơn hàng thành công này. Chốt đơn mã này các bác nhớ gọi cho em là pin châu 10 sale của Macan, hàng chính hãng như thế này, chân pin phổ thông nha. Pin này là pin hàng cao cấp, pin dòng xả cao các bác ạ. Chính hãng của Macan, bao xài cho tất cả anh em thợ làm công trình nha. Ngày hôm nay số lượng còn ít nên là em sẽ sale bán rẻ, bán cực kỳ là hời luôn, với cái mức giá rẻ nhất, ưu đãi nhất để gửi tặng tới tất cả các bác nhà mình. Với mức giá chỉ có 199.000 đồng thôi. Đấy, với mức giá mà phải nói rằng chỉ bằng một nửa giá so với giá ngoài thị trường các bác nhà mình mua. Đây sẽ là những cái quả pin châu, pin 10 sale và chính hãng của hàng Macan, bao xài cho tất cả anh em thợ làm công trình. Do là số lượng trong kho còn ít nên là em mới sale bán rẻ, bán tặng mới có cái mức giá này. Chứ giá thị trường thì các anh sẽ không mua được cái giá này nha. Nên là anh nào có nhu cầu quan tâm thì mình hãy nhanh tay đặt hàng sớm để mình có đơn hàng thành công cái mã sản phẩm này anh em nha. Hôm nay thì bên em về rất chi là nhiều kẹp mát nam châm, kẹp mát máy hàn các bác nha.
Đây, loại này sẽ là loại dày dặn đẹp xịn sò nhất luôn các bác ạ. Nhưng mà mức giá thì em sẽ gửi tặng các bác giá sẽ là giá rẻ nhất, yêu thương nhất thị trường cho bác. Các bác nhìn này, ấy, nó hút này, ấy, hút mạnh lắm các bác. Cái này các bác nhìn nó như này thôi nhưng mà có thể hút được cả một thanh V lên nha các bác nha. Đấy, hôm nay thì giá bán tặng cho các bác là có 40.000 một cái thôi. Đấy, các bác lựa chọn mua một vài cái để mình có thể đi ghép chung đi những cái đơn hàng nào mình chưa được bao ship ở đây này các bác này. Đấy, nó hút rất chi là mạnh luôn. Đây này, cái loại dính vào cái kia này, rất là ok luôn nha các bác nha. Mạnh cực kỳ là mạnh luôn á. Đó. Cái này mẫu mã rất chi là đẹp nha. Trên thị trường thì nó có nhiều loại, nhiều đơn vị bán cái này lắm. Nhưng mà em sẽ gửi các bác loại chuẩn xịn nhất, đẹp nhất, dày dặn nhất và xịn sò nhất. Giá thì sẽ là mức giá rẻ nhất luôn cho em. Đấy, hôm nay là em về số lượng nhiều nên là em sẽ sale bán tặng nhá. Giá cực rẻ luôn, có 40k thôi. Bác nào chốt thì mình nhanh tay nhá. Liên hệ trực tiếp bên nhà em số điện thoại phần tiêu đề. Đấy, chốt đơn cái này các bác chỉ cần gọi là cho em là kẹp mát nhá. Gọi cho em là kẹp mát 5 châm các bác nhá. Đây. Đẹp và xịn sò lắm, cái một như thế này này. Đấy, nguyên một cái như này giá có 40k. Quá rẻ, quá hời luôn các bác. Hôm nay em còn đúng 3 bộ máy khoan pin của Macan hàng chính hãng nha. Một cái mẫu máy rất chi là đẹp luôn. Và hôm nay thì có cái chương trình sale hàng giá lỗ cho các bác nhà mình cái bộ này. Đấy, 3 bộ thôi các bác ạ. 3 bác khách hàng nào nhanh tay nhất thì mình sẽ sở hữu được nha. Đây các bác nhìn cho em này, nguyên bộ như thế này này. Đấy, nguyên bộ như này nha, bao gồm này, có một thân máy này, hai pin, một sạc như thế này, phụ kiện đây này các bác ơi. Phụ kiện trên này sẽ là hơn 20 chi tiết mỗi khoan vít đi kèm cho các bác luôn nha. Và con máy này sẽ là máy không chổi than các bác ạ, thiết kế hàng pin 5 cell. Đấy, pin 5 cell như này nhá, chân pin phổ thông này, pin 21V này. Máy thì là máy sử dụng motor từ không chổi than cho nên là rất là tiết kiệm pin. Đấy, máy thì có hai chức năng khoan và bắn vít như thế này, đầu kẹp 10 ly cho em nhé. Đấy, điều chỉnh là hai tốc độ trên lưng máy. Nhưng mà con này nó có một cái ưu điểm rất là hay này. Thiết kế dòng pin 5 cell để tạo được cái độ nhẹ nhàng cho các bác. Thế nhưng mà nó sẽ là pin chân pin phổ thông. Đây, cho nên là em sẽ thử cho các bác nhà mình xem nha. Đây, với cái thân máy này, đây, với cái thân máy này thì các bác về các bác sử dụng lắp vào những cái pin mà chân pin phổ thông như này này. Đấy, chân pin phổ thông như này là các bác sẽ lắp được nha. Các bác cứ có những cái pin, kể cả mà pin 20 cell như này, em lắp vào cái thân máy này vẫn cứ xài vô tư luôn. Đấy, được chưa, xịn chưa? Ui, rất chi là mạnh luôn nha các bác nha. Thiết kế hàng chân pin phổ thông nên là tiện lợi lắm các bác ạ. Nguyên bộ của nó thì sẽ là theo pin 5 cell để tạo độ nhẹ nhàng cho các bác làm nó không bị mỏi tay. Tuy nhiên về mà các bác muốn sử dụng pin trâu mình vẫn có thể lắp những cái khối pin 10 cell, 15 cell, thậm chí là 20 cell như thế này và là mình vẫn cứ xài vô tư luôn các bác ạ. Và em còn đúng 3 bộ thôi nha, còn đúng 3 bộ thôi. 3 bác khách hàng là mình nhanh tay nhất thì là mình sẽ sở hữu được cái mã sản phẩm này. Đấy, nguyên hộp nó sẽ như thế này cho em nha. Theo hai quả pin, một cái sạc như này, phụ kiện là hơn 20 chi tiết mũi khoan vít. Máy thì có hai chức năng nha, con này thì không có chức năng búa khoan tường. Nếu như mà các bác mà làm thợ làm nhiều, bác nào mình cần có nhu cầu muốn mua những cái con máy khoan pin hàng chính hãng, hàng công ty giá rẻ, giá hời, hàng ngon, hàng chất lượng giá rẻ thì các bác nhanh tay. Riêng bộ sản phẩm này các bác mua giá thị trường thì phải với mức giá tầm 850 cho đến 900.000 nha. Ngày hôm nay thì em sale là giá lỗ hơn 100.000 bộ luôn đấy ạ. Đấy, có đúng 3 bộ thôi các bác nhanh tay nhá. Chốt đơn nhớ gọi đúng mã cho em. Mã này các bác gọi cho em là khoan pin Macan 5 cell loại không chổi than. Đấy, nhớ gọi cho em là loại không chổi than, không phải nói nhầm sang cái loại có chổi than các bác nhá. Giá em bán tặng các bác có 750.000 thôi. 750.000 thôi. Nguyên bộ đầy đủ như này. Nhớ đọc đúng mã giúp em nha. Gọi cho em là khoan pin Macan 5 cell loại không chổi than, 750k cho bộ sản phẩm đầy đủ như thế này. Máy bắn cốt 5 tia xanh của Akuza hàng chính hãng các bác nhìn xem này. Tia của nó cực đẹp, cực sáng, cực led và bao xài cho tất cả các bác thợ làm công trình. Hôm nay em còn sót kho còn 5 bộ các bác nha. Còn 5 bộ em sẽ sale giá rẻ sập sàn cho tất cả các bác nhà mình luôn. Đấy, giá chỉ bằng gần như là một nửa giá so với ngoài thị trường các bác mua thôi. Và hôm nay với một bộ sản phẩm sẽ đầy đủ bao gồm này, một máy này, một pin này. Pin của nó sẽ là pin trâu như này nha. Thêm sẽ là một cái vỏ pin như thế này để nay mai các bác dùng pin tiểu. Ngoài ra sẽ thêm một cái dây đeo này, một cục sạc này, một kính đeo mắt này và một hộp đựng máy như thế này. Hộp đựng máy thì sẽ là hàng hộp nhôm siêu bền cho em. Và còn tặng thêm các bác một cái chân 1m2 đi kèm như thế này cho em. Máy này thì sẽ có công tắc tắt mở các bác nha. Có công tắc tắt mở và nút ấn của nó sẽ là nút ấn cơ nha. Nút ấn cơ siêu bền theo 5 tháng cho em các bác ạ.
Và ngày hôm nay thì với một chương trình sale giảm giá đặc biệt để gửi tặng tới tất cả các bác, giá chỉ còn có là 850.000 đồng trên một bộ sản phẩm đầy đủ như thế này cho em. Chốt đơn các bác nhớ gọi cho em là máy bắn cốt 5 tia xanh của Akuza mã 686. Giá cho em là chỉ còn có là 850.000 đồng các bác, đặt hàng thì mình nhanh tay. 5 bác khách hàng nào nhanh tay nhất thì là mình sẽ lên đơn cái mã sản phẩm này, bởi vì em còn đúng 5 bộ duy nhất thôi các bác nhà mình, nhanh tay nha. Hôm nay bên em còn duy nhất một thùng máy khoan pin Hukan mã S8. Em sẽ có cái chương trình sale giảm giá đặc biệt cho các bác nhà mình. Đây cái model máy này các bác nha. Máy công ty chính hãng của Hukan, đầu kẹp 10 ly các bác ạ. Và với cái sản phẩm này khi mà các bác nhận về thì sẽ nguyên bộ đầy đủ như thế này cho em. Bao gồm có một thân máy, hai pin và một sạc. Pin sẽ là pin 5 cell dòng pin 21V. Sạc thì sẽ là sạc adapter như thế này. Và sản phẩm này đi theo phụ kiện là hơn 20 chi tiết mũi khoa mũi vít nha. Máy thì sẽ có 3 chức năng này. Có 3 chức năng như thế này. Có chức năng bắn vít, chức năng khoan và chức năng búa để hỗ trợ khoan tường. Đầu kẹp 10 ly và máy sử dụng motor chổi than cực kỳ là mạnh mẽ luôn cho em. Hàng logo dập nổi chính hãng của Hukan. Và em sẽ quay cho các bác nhà mình cái thông số kỹ thuật của máy nhá. Nếu như mà anh em nào mình xài gia đình này hay là anh em thợ mình cần những cái con máy nhỏ gọn nhẹ nhàng như là làm nhôm, kính, làm trần nhựa thì anh em có thể tham khảo cái mã sản phẩm này. Hôm nay thì với mức giá rẻ bất ngờ để gửi tặng cho tất cả những bác nào mình đang trực tiếp may mắn theo dõi được cái video này. Giá thị trường anh mua là 650-700 nghìn. Nhưng ngày hôm nay thì bên em xin phép xả kho lỗ vốn cái mã này cho các bác nhà mình với mức giá chỉ có 550.000 đồng. 550.000 đồng mà các bác nhận về nguyên bộ sản phẩm đầy đủ như này, hàng nguyên hộp như thế này. Số lượng em chỉ còn có một thùng nữa thôi. Đấy, hết hàng là sẽ hết mãi, sẽ không về hàng cái mã này được nữa nha. Cho nên là bác nào mình đang cần mà đang quan tâm, đang muốn tìm mua được một bộ máy khoan pin giá rẻ mà chất lượng thì hãy nhanh tay chốt đơn cái mã sản phẩm này. Giá thị trường thì các bác mua không hề rẻ, nhưng ngày hôm nay là do là bên em có cái chương trình sale. Giá này em sale cho các bác là lỗ 100.000 một con luôn. Lỗ vốn 100.000 một con. Cho nên là các bác nhà mình nhanh tay khẩn trương đặt hàng sớm nhá. Liên hệ trực tiếp bên nhà em số điện thoại trên màn hình. Đặt hàng nhớ gọi cho em là khoan pin Hukan mã F8 với mức giá chỉ có 550.000 đồng. Bác nào nhanh tay là sẽ mua được, chậm chân chậm tay là hết cơ hội các bác nha. Em còn sót 3 bộ máy khoan pin Hukan chính hãng mã XC8 nha. Em sẽ có cái chương trình sale giảm giá và sale giá lỗ vốn cho các bác nhà mình cái mã sản phẩm này. Khi mà nhận đơn cái mã sản phẩm này thì các bác nhìn cho em là nguyên bộ nó sẽ đầy đủ như thế này. Đây có một thân máy, hai pin và một sạc các bác nha. Sạc của nó sẽ là sạc adapter như này và dòng pin 5 cell pin 21V các bác ạ. Máy này thì có phụ kiện rất là nhiều đây ạ. Hơn 20 chi tiết mũi khoan vít đi kèm. Đầu máy sẽ là đầu 10 ly nha. Đầu mang danh sắt 10 ly khóa tự siết như thế này. Đấy, con này sẽ có 3 chức năng luôn và điều chỉnh là 20 cấp độ chuột này. Máy rất là khỏe nhá, con này nó sẽ sử dụng là motor từ không chổi than các bác ạ. Model là Hukan mã XC8. Máy thì siêu nhỏ gọn và bao xài cho tất cả các bác thợ làm công trình. Hôm nay thì em chỉ còn có 3 bộ nữa thôi. Chốt cho 3 bác khách hàng là mình nhanh tay nhất thì là mình sẽ mua được cái mã sản phẩm này. Lên đơn cái mã này các bác nhớ gọi cho em là khoan pin Hukan XC8 nhá. Với mức giá em bán tặng là chỉ có 750.000 đồng thôi. Giá thị trường các bác sẽ mua là 850 cho đến 900.000 cho cái bộ sản phẩm này. Đây sẽ là cái mã sản phẩm Hukan, thương hiệu hàng đời đầu đây các bác. Hàng đời đầu thì các bác dùng bao giờ nó cũng ngon, nó cũng ok hơn là những cái hàng đời sau, đời mới các bác nhá. Đấy, cho đơn các bác cứ gọi đúng tên mã sản phẩm xem là ok. Máy rất chi là khỏe này. Con này sử dụng motor từ không chổi than nên là cực kỳ là tiết kiệm pin. Đấy, các bác chốt gọi cho em là khoan pin Hukan XC8 nhá. Giá em bán tặng là chỉ có 750.000. Bác nào nhanh tay là mình sẽ chốt được cái mã sản phẩm này.